Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Anora chiến thắng cành cọ vàng liên hoan phim Cannes 2024. Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2024. Tuần lễ Festival Huế 2024, bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc đậm chất riêng. Đa dạng hóa hình thức giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Anora của đạo diễn người Mỹ Sean Baker đã xuất sắc giành được giải Cành Cọ Vàng, giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim Cannes 2024. Anora kể về một câu chuyện tình lãng mạn và ồn ào giữa một vũ công kỳ lạ, Annie Markie Madison, và cậu con trai giàu có của một nhà tài phiệt người Nga, Ivan Mark Adelstein. Annie ở New York và kiếm sống bằng nghề vũ nữ thoát y. Một ngày cô tình cờ quen Ivan, công tử của một gia đình tài phiệt ở Nga, và bước vào mối tình say mê với anh chàng. Tuy nhiên, ngay khi họ đồng ý sẽ kết hôn, cha mẹ giàu có của Ivan đã tìm đến để ngăn cản quyết định đó. Tại buổi công chiếu tại Cannes, bộ phim của đạo diễn Baker đã nhận được tràng pháo tay dài 10 phút từ người xem. Giải thưởng lớn The Grand Prix năm nay lần đầu tiên trao cho phim Ấn Độ All We Imagine as Light của đạo diễn Prayer Kapadia kể từ năm 1994. Đây là tác phẩm nặng tính chính trị. Mùa giải thứ 77 đánh dấu nhiều bất ngờ về giải diễn xuất, khi giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trao cho tập thể diễn viên nữ của phim Emilia Perez gồm Carla Sofia Gascon, Selena Gomez, Rose Sadana và Adriana Paz. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất trao cho Jesse Plemons trong phim Kind of Kindness. Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện ảnh lớn nhất hành tinh, được tổ chức lần đầu vào năm 1946, đến nay đã trải qua 77 mùa giải. Sự kiện được tổ chức thường niên tại Pháp, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới mộ điệu phim điện ảnh toàn cầu. Nhiều tác phẩm lớn nhỏ đã được giới thiệu, bước ra thế giới ở các kỳ liên hoan phim. Sáng ngày 26 tháng 5, tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ khai mạc hè ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2024. Sự kiện thu hút 7.500 thiếu nhi và cán bộ, hướng dẫn viên, vận động viên của tỉnh Thanh Hóa cùng hơn 30 tỉnh, thành phố. Chương trình khai mạc hè và phát động toàn dân tập luyện môn bơi được tổ chức hàng năm tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc với mục tiêu nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết như sơ cấp cứu, kỹ năng bơi lặn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, từ đó giúp trẻ bền bỉ hơn về thể lực lẫn trí lực. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước quy mô quốc gia năm 2024 là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trẻ em, tiếp tục triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và hưởng ứng 130 năm ngày thành lập Ủy ban Olympic Quốc tế. Thông qua sự kiện này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi. Bộ cũng kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, vật lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao và bể bơi để toàn dân nói chung, trẻ em nói riêng có điều kiện tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, nhiều hoạt động thể thao sôi nổi đã diễn ra như thi đấu bóng đá, bóng rổ, chạy vượt rào, ai mặc áo phao nhanh nhất, thi kỹ năng cứu đuối trên bờ, thi tìm hiểu kiến thức thể dục thể thao và kỹ năng phòng chống đuối nước. Chương trình khai mạc tuần lễ Festival Huế 2024 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6 tại Điện Kiến Trung. Hứa hẹn là bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, đậm chất riêng, mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi của tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Theo đó, chương trình được dàn dựng công phu mới lạ, kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ ánh sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật, hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân cũng như du khách những trải nghiệm khó quên. Chương trình là đêm hội âm thanh ánh sáng thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của các nghệ nhân, nghệ sĩ trên nền tảng cốt lõi là các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại, tạo nên một làn gió mới, cách tiếp cận và biểu đạt mới cho các di sản truyền thống trong nhịp sống đương đại. Những tinh hoa của cố đô Huế sẽ trở nên lung linh và kiêu hãnh bởi sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Những di sản quý giá như nhã nhạc cung đình Huế, múa lục cúng hoa đăng hay những hình ảnh mộc bản triều Nguyễn, châu bản triều Nguyễn, thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, thần kinh nhị thập cảnh,
Tất cả những di sản sẽ được tỏa sáng qua phần dàn dựng kết hợp trình chiếu laser, LED matrix, hologram, 3D mapping trên nền sân khấu nghệ thuật bán thực cảnh tại Điện Kiến Trung. Hứa hẹn sẽ là bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, đậm chất riêng, mở màn cho tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, việc dạy sử, học sử luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của mỗi quốc gia, cũng như trong xây dựng, bồi dưỡng nhân cách của mỗi cá nhân. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi mặt trái nền kinh tế thị trường cùng những tác động của lối sống thực dụng, ham hưởng thụ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, thì việc giáo dục lịch sử càng trở nên quan trọng. Bởi giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại, mà còn vun đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các em. Thanh Hóa, mảnh đất phên dậu của Tổ quốc, ở thời kỳ nào, giai đoạn nào cũng có những đóng góp quan trọng và lớn lao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Với mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và trân trọng truyền thống lịch sử quý báu cho thế hệ trẻ, những năm qua, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua nhiều hình thức khác nhau. Theo đó, hầu hết các trường luôn có kế hoạch cụ thể về việc lồng ghép trong các tiết dạy các nội dung liên quan đến di sản, di tích lịch sử, văn hóa. Tổ chức các tiết học thực tế gắn với các di tích lịch sử của địa phương là một hình thức giáo dục hiệu quả. Việc gắn lý thuyết với thực tiễn đã tạo hiệu ứng tốt cho học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương. Thông qua các tiết học, giáo viên lồng ghép kiến thức, sáng tạo phương pháp truyền tải để học sinh hứng thú, tự giác tìm hiểu, trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa một cách hiệu quả, thiết thực hơn. Vào các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương, các nhà trường đều tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan di tích lịch sử, giúp gia đình chính sách bằng những việc làm mang tính giáo dục sâu sắc. Qua mỗi lần tham quan, một số trường học cho học sinh viết bài giới thiệu về lịch sử hình thành, biện pháp bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di tích. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bởi thông qua đó, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức lối sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Hay thông qua các buổi giao lưu tọa đàm nói chuyện truyền thống với các cựu chiến binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những nhân chứng sống của lịch sử, nhân dịp các ngày lễ, dịp kỷ niệm lớn của đất nước, luôn có sức thuyết phục và lan tỏa lớn đối với học sinh. Cá nhân con đã chung nhận được những giá trị tốt đẹp, giá trị lịch sử và con nghĩ rằng đó cũng sẽ là những tấm gương rất tốt, những tấm gương sáng để cho các bạn đội viên noi theo. Con xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện, tạo cơ hội cho chúng con được tiếp nhận những giá trị lịch sử một cách tường tận và thực tế nhất. Nhằm giáo dục lịch sử địa phương để thế hệ trẻ có cái nhìn đúng và trân trọng, phát huy những giá trị lịch sử của cha ông. Những năm qua, bên cạnh dạy và học môn lịch sử ở nhà trường, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh việc tìm hiểu các kiến thức lịch sử thông qua kênh bảo tàng. Phương pháp này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp học sinh và đoàn viên thanh niên có cái nhìn toàn diện và sinh động thông qua những bằng chứng cụ thể được lưu giữ tại bảo tàng. Khi mà bọn em học trên trường thì chỉ được nhìn qua các hình ảnh trong sách giáo khoa, còn hôm nay được nhà trường tạo điều kiện dẫn đến bảo tàng Thanh Hóa, được nhìn thẳng các hiện vật trong thực tế để cho chúng em được tìm hiểu về những di tích, rồi những bảo vật khiến cho bọn em đi học thêm bổ ích hơn và vui hơn. Đối với học sinh thì sẽ có các cái chương trình tham quan về cái giới thiệu về các cái giá trị lịch sử văn hóa và tổ chức các cái chuyên đề và phù hợp với các cái đối tượng học sinh các cái cấp học để làm sao đó các cháu đến bảo tàng để có cái sự nâng cao cái hiểu biết về trình độ về kiến thức lịch sử văn hóa trong qua các cái bộ sưu tập hiện vật. Bằng những cách làm linh hoạt mềm dẻo tùy vào từng đối tượng, từng môi trường, có thể thấy công tác giáo dục truyền thống lịch sử đã và đang đạt được những hiệu quả tích cực, thực sự tạo động lực, nhân lên tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động, biết vượt qua khó khăn, có ý chí và khát vọng phấn đấu để trở thành những công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, làm rạng danh thêm truyền thống đất và người xứ Thanh. Bản tin văn hóa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.